Từ khi kiểm soát được dịch bệnh COVID-19, thị trường lao động trong nước dần có sự phục hồi trở lại do nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động và người dân đã được khẩn trương triển khai. Nhu cầu lao động đã tăng trở lại, trong đó nhu cầu tuyển dụng năm 2022 của doanh nghiệp tăng 18% so với cùng kỳ năm 2021. Riêng trong quý 1 năm 2022, xảy ra sự thiếu hụt lao động cục bộ khoảng 10% so với nhu cầu tuyển dụng. Các cấp, các ngành, đoàn thể cần quan tâm đến công tác chăm lo đời sống người lao động và an sinh xã hội, thực hiện nghiêm chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đó là một trong những cách giữ chân người lao động gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Ngược lại, từ phía người lao động, cần phải thấy rằng hiện nay rất nhiều lao động chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng của các doanh nghiệp trong giai đoạn đẩy mạnh phục hồi kinh tế, nhất là lao động có trình độ chuyên môn cao. Đây là một trong những lý do khiến cho người lao động không được trọng dụng hoặc lương chưa cao, dẫn đến tư tưởng chuyển đổi sang công việc khác. Hiện nay cả nước chúng ta hơn 52 triệu lao động. Nhưng mà lao động qua đào tạo, tức là đào tạo từ 3 tháng trở lên có bằng cấp chứng chỉ mới đạt có 25%, tức là mới có 1/4 lực lượng lao động được qua đào tạo. Có đúng, còn 3/4 là chưa qua đào tạo. Cho nên cái chất lượng nguồn nhân lực của chúng ta là rất có vấn đề. Cơ cấu không đảm bảo, chất lượng thấp, nó sẽ gây tác động ảnh hưởng đến cái phát triển sản xuất kinh doanh. Cho nên cái giải pháp quan trọng và quyết định là chúng ta phải sớm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo ra một cái lực lượng lao động chuyên môn, có kỹ năng, tay nghề, có trình độ quản lý và có cái khả năng để mà chúng ta thúc đẩy phát triển sản xuất và hội nhập kinh tế quốc tế. Vì vậy, đào tạo, nâng cao năng lực cho người lao động là vấn đề bức thiết, cần phải có giải pháp căn cơ để người lao động không phải đào tạo lại nhiều lần và có được trình độ kỹ thuật tốt thì họ sẽ gắn bó với doanh nghiệp hơn. Nhà nước là hoạch định chính sách, tạo cơ chế để đào tạo, hỗ trợ cho các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Nhưng muốn đáp ứng được nhu cầu của thị trường theo đúng địa chỉ thì nó phải căn cứ từ nhu cầu của doanh nghiệp. Có nghĩa là doanh nghiệp phải đặt hàng với các cơ sở đào tạo để các cơ sở đào tạo khi đào tạo xong thì người lao động hoàn toàn có việc làm vì người ta đặt hàng anh. Bây giờ chính phủ đang tập trung giải quyết cái đào tạo theo cái hướng là đào tạo theo địa chỉ, đào tạo theo nhu cầu và đào tạo để đáp ứng cung cầu lao động, cân đối cung cầu lao động để tránh cái đào tạo không cân bằng, không cân đối, đào tạo không có địa chỉ dẫn đến lãng phí xã hội và lãng phí cho chính người lao động đi đào tạo. Đào tạo xong thì phải đi đào tạo lại vì có việc làm, thì đó chính là lãng phí sau. Việc cung ứng lao động ổn định không chỉ là vấn đề sau đại dịch, bởi thiếu hụt lao động luôn lặp đi lặp lại hàng năm, gây nhức nhối cho cả doanh nghiệp, các cấp quản lý và cũng gây khó khăn cho cả người lao động. Cần phải có chiến lược lâu dài, thực hiện đồng bộ các giải pháp, đảm bảo linh hoạt gắn với sự thay đổi của đòi hỏi thực tiễn. Trong đó, cần có sự phân tích nghiên cứu toàn diện đời sống người lao động nhiều tầng lớp ở các địa phương, ngành nghề, cả chính thức và phi chính thức để sớm hoàn thiện chính sách về tiền lương, tập trung bảo đảm an sinh xã hội thông qua chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động, cải thiện chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường kết nối cung cầu lao động để sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, để giữ chân người lao động cũng là ổn định sản xuất cho doanh nghiệp.